Xin chào mọi người, hôm nay bếp bánh lò nướng và dụng cụ chính hãng xin giới thiệu với mọi người chiếc lò nướng UKL HBD 5002 mẫu model 52 lít. Lò nướng có sách hướng dẫn sử dụng chính hãng. Lò bao gồm hai khay, một rack. Đây là khay nướng. Khay nướng này có thể nướng cách thủy. Vỏ lò được làm bằng lớp inox 304, rất là sáng, kính cường lực hai lớp, chắc chắn. Bên đây là những núm chức năng. Chúng ta sẽ có 4 núm chức năng. Đây là núm chế độ, núm nhiệt trên, núm nhiệt dưới và núm thời gian. Khi bắt đầu sử dụng lò thì chúng ta sẽ có vặn thời gian lên hâm lò tầm khoảng độ 12 phút. Đây là núm điều chỉnh nhiệt dưới. Chúng ta sẽ chỉnh bằng núm điều chỉnh nhiệt trên và bằng với nhiệt của công thức bánh. Còn núm trên cùng là nướng núm chế độ. Chế độ đầu tiên là chế độ tắt. Chế độ thứ hai là chế độ ủ chua. Chế độ thứ ba là chế độ nướng thường, nướng không quạt. Chế độ thứ tư là chế độ nướng xiên quay. Chế độ thứ năm là chế độ nướng quạt. Và cuối cùng là chế độ nướng xiên quay có quạt. Ở các chế độ này thì chế độ ủ chua, chúng ta chỉ cần vặn chế độ ủ chua và vặn thời gian là lò sẽ tự điều chỉnh nhiệt. Nướng bánh chúng ta sẽ nướng ở hai chế độ là nướng thường và nướng quạt. Nướng thường và nướng quạt. Nướng gà xiên quay chúng ta sẽ nướng ở chế độ nướng xiên quay và nướng xiên quay có quạt. Ở đây tôi sẽ vặn chế độ nướng thường. Bây giờ tiếp tới vào trong khoang lò. Tôi sẽ giới thiệu trong khoang lò cho mọi người. Lò có một lớp chống dính, vệ sinh rất là sạch sẽ. Có 1, 2, 3, 4 ngăn để nướng bánh. Đây là chiếc rack bánh, rack nướng. Có thể nướng gato hoặc những khuôn oval, bánh mì hoa cúc. Hoặc là có thể để hong bánh, nguội. Chúng ta có đèn lò để quan sát bánh. Lò 52 lít này sẽ có 4 thanh nhiệt trên và 4 thanh nhiệt dưới, 8 thanh nhiệt. Thanh nhiệt sẽ không bị nóng lên trong khi nướng và không tạo nguội. Thiết kế 8 thanh nhiệt này sẽ giúp giảm tải cho thanh nhiệt những cái lò chỉ có 4 thanh nhiệt 2 trên 2 dưới. Như vậy sẽ làm tăng tuổi thọ của lò. Lò có một chiếc khay hướng mặt bánh. Chúng ta có thể kéo ra dễ dàng. Còn một vấn đề test nhiệt, khi test nhiệt chúng ta để rách nướng ở giữa, chính giữa của lò. Sau đấy để nhiệt kế vào chính giữa của rách. Đóng cửa lò. Vặn chế độ nướng thường. Chỉnh lên 150 độ. Chờ trong vòng 15 phút, khi nhiệt kế lên tới đúng 150 độ thì là lò có nhiệt chuẩn. Lưu ý là khi mà test nhiệt thì chúng ta sẽ test nhiệt ở chế độ nướng thường và không có bánh. Lúc này thì lò sẽ cho ra cái kết quả nó sẽ chuẩn như núm vặn. Lò nướng UQL là một trong những cái lò nhiệt kế rất là chuẩn, nướng bánh rất thích. Với chiếc lò này thì bếp bánh, lò nướng và dụng cụ chính hãng phân phối với giá 3 triệu, bảo hành 12 tháng, ship code toàn quốc, riêng Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ được bảo hành tại nhà. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Mr. Doanh 0919 826 368. Xin cảm ơn.